Sập công trình ở tỉnh Đồng Nai, nhiều người thương vong. Một vụ sập công trình đang xây dựng trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa xảy ra. Thông tin ban đầu đã có ít nhất hai người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra lúc khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 5. Khi đó, một bức tường đang xây dựng trong công trình tại đường số 8 khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom bị sập đã vùi lấp nhiều người, ít nhất hai người đã thiệt mạng. Hiện công việc cấp cứu đang được thực hiện hết sức khẩn cấp nhiều người đã được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện huyện Trảng Bom. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết hiện nhiều nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Trảng Bom. Theo xác minh ban đầu, nơi xảy ra sự cố sập tường trong quá trình thi công là tại nhà máy trong khu công nghiệp Giang Điền của công ty AV Healthcare, Hàn Quốc, hiện sản xuất băng vệ sinh, tả lót, bình sữa. Diện tích thuê của công ty này tại khu công nghiệp Giang Điền là 21.120m2. Quá trình xây dựng nhà máy, công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng. Sau khi tai nạn xảy ra, công ty cổ phần Sonadasi Giang Điền, chủ đầu tư khu công nghiệp Giang Điền, đã chủ động phối hợp đưa người bị nạn đi bệnh viện, thông báo cho ban quản lý các khu công nghiệp và huyện Trảng Bom, đưa xe quốc đến hỗ trợ, giữ an ninh trật tự khu vực lân cận. Theo người lao động, G, M, T, I, Text to Speech Function is Limited, to 200 characters.